Và sau đây là một ca khúc nổi tiếng Mẹ Tôi của Trần Tiến được thể hiện qua ca sĩ Quang Hiền. Xin mời Quang Hiền. Xin được gửi đến quý vị một ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của Trần Tiến. Tuổi
mình, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Chào quý vị biết là cái cảm xúc của Quang Hiền không phải là một người không phải là một người mất mẹ, nhưng đó là một cái cảm giác mà mình chuẩn bị đón nhận cái điều đó. Bởi vì bốn lần tai biến thì có lẽ là sẽ khó thế nào để có thể vượt qua được, và Hiền vẫn nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ mất. Và trong những cái lần đó, lúc nào mà sắp chạm đến cái chết rồi, mẹ mình chết, thì bắt đầu Hiền lại cầu nguyện với đức tin 3 ngày liền để sống cho bệnh viện để cầu nguyện. Và xin được chúc cho những người đã, đang và đã từng làm mẹ luôn luôn có nhiều sức khỏe, và những người con của chúng ta hãy yêu biết yêu thương mẹ mình nhiều hơn, bởi vì sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.